Ok em xin chào toàn thể các bác nhé, chào mừng các bác đến với kênh YouTube của em Nguyễn Hải Dương. Thì ngày hôm nay em có mặt tại Hưng Yên hoàn thiện lốp cái set Adamson cho bác Hiền. Như hôm trước các bác thấy là tivi còn tủ chiếc vẫn đang bừa bộn đây, hôm nay thì em mang mang thêm cái tủ máy xuống này để lắp đồ gọn vào này, thay bộ micro, thay micro khác này, thay luôn một con vang Vinan X5 EXT Vinan đời mới nhất bây giờ. Lắp quả súp Adamson P215 thay thế cho cái súp 115 các bác nhé. Thì hôm nay em đã cài đặt setup lại toàn bộ tất cả mọi thứ. Vừa rồi thì em cũng live stream lên giao lưu với các bác, thì lúc đấy em cũng chưa có cài đặt setup vang xong. Ở đây con main này là main power súp, con main này thì nó có DSP ở trong rồi nên là em gọi loa ra và cài đặt ở trên con main. Còn riêng vang số này chỉ lấy hiệu ứng vang nhại ở trên vang số thôi các bác nhé, chỉ lấy hiệu ứng vang nhại ở trên vang số thôi. Và em đã cài đặt sẵn ở đây 6 chế độ để cho bác gọi ra. Và con vang số này thì nó có cái điều khiển rất là tiện lợi, khi mà chúng ta có thể ngồi từ xa tăng giảm nhạc, tăng giảm mic, tăng giảm effect. Con này là hàng nội địa nên là điều khiển nó vẫn đang sử dụng chữ Trung Quốc. Như cái bản xuất thì nó sẽ có cái chữ tiếng Anh ở đây. Ở đây có cái 6 chế độ để gọi ra. Hiện tại thì em sẽ chơi với cái chế độ thu. Đây em sẽ gọi cái chế độ số 4. Em sẽ gọi chế độ số 4 cho các bác nhé. Là cái chế độ mà em cài nó hiệu ứng reverb, nó phù hợp với lại cái phong cách của em. Còn đây em cài có những cái chế độ karaoke, delay. Nói chung là em cài rất nhiều chế độ đây. Và ví dụ như mình muốn tăng giảm vang nhại thì mình cũng có thể là tăng được ở đây. Đây các bạn thấy ở đây thì mình có thể tăng giảm vang nhại. Có thể mình ấn đứng từ xa khi mà nó còn thiếu mình muốn là nó vang nhại nó bay bổng lên một chút thì mình có thể tăng lên, hoặc là tiếng mic mình cảm thấy bé, tiếng nhạc cảm thấy bé hoặc lớn là mình to nhỏ ở xa được các bác nhé. Đây là em xài Miro Bayer model 9100 đời mới nhất hiện nay. Em sẽ test gửi tới cả nhà ca khúc Thủ Ấy Có Em, beat của nam ca sĩ Đan Nguyệt, mời mọi người cùng thưởng thức. Hôm nay thì nói thật các bác, giờ này nó khoảng chừng gần 7 giờ rồi, em cũng hơi đói nên là hát nó sẽ hơi đuối, nên là nếu mà có thiếu sót mong mọi người thông cảm nhé. Tuổi có em anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng điểm đẹp son tươi, yêu đôi tay ngà lạc má thắm, tóc xanh buông thả lời, nhớ em nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em anh chưa từng buồn, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mưa hoang lạnh ngoài bến vắng. Với em về đâu, trọn đời mình luôn nhớ. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên,
ngày xa cách nhau. Em dần xa mãi ngày đi. Gọi lòng anh yêu em từ lúc vắng em, anh hay thường buồn hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay đi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư kể từ ngày xa cách nhau, hay khi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sâu đau kể từ ngày xa cách nhau.